Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng mùng 4 tháng 7, rất nhiều xe của các tổ công tác thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của một số cán bộ, nguyên cán bộ của tỉnh Bình Thuận tại căn nhà trên đường Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết có ít nhất hai xe cảnh sát mang biển số xanh 80 gắn còi ưu tiên xuất hiện. Được biết đây là nhà riêng ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004-2011. Các cán bộ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cảnh sát địa phương vào bên trong căn nhà ông Ngọc khoảng 1 giờ rồi nhanh chóng rời đi. Xe của bộ công an cũng xuất hiện trước nhà ông Lê Quang Vinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện đảo Phú Quý, nguyên tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và nhà riêng của một chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Theo các nguồn tin, ông Nguyễn Ngọc, ông Lê Quang Vinh và một số cá nhân khác có liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trước đó tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 6 trường hợp bắt giam 5 bị can. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 trường hợp khác là các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận hiện đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án Tân Việt phát hài. Theo kế hoạch, ngày 22 tháng 7 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong số này, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trong số các cấp dưới của ông Quyết, nhiều người phải hầu tòa như Hương Trần Kiều Dung cựu phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn FLC, Nguyễn Thiện Phú, cựu kế toán trưởng tập đoàn FLC, Nguyễn Quỳnh Anh, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS, vân vân. Nhiều cựu lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE cũng bị đưa ra xét xử như Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị HOSE, Lê Hải Trà, cựu phó giám đốc HOSE, Lê Công Điền, cựu vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng Ủy ban chứng khoán nhà nước, vân vân. Ở vụ án này, tòa triệu tập tới 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS với tư cách là bị hại. Tòa cũng triệu tập 63.092 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tổng số người được triệu tập là 93.495 người. Đây là số người được triệu tập đông kỷ lục trong một phiên tòa. Cáo trạng xác định từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân cấp dưới đứng tên làm cổ đông góp vốn, lập và ký khống hồ sơ vốn góp. Qua đó, nâng khống vốn điều lệ của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng. Ba bị cáo thuộc vụ giám sát công ty đại chúng và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh. Viện Kiểm sát xác định Họ là những người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc công nhận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán cho công ty Faros. Các bị cáo này biết rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán của công ty Faros chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn đồng ý chấp thuận công ty Faros là công ty đại chúng có số vốn góp là 4.300 tỷ đồng và 114 cổ đông. Đăng ký cổ phiếu ROS với số lượng 430 triệu cổ phiếu có tổng giá trị là 4.300 tỷ đồng trái pháp luật và đăng thông tin sai lệch này trên thị trường chứng khoán. Sau đó, số cổ phiếu đã được bán cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn HOSE để Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư số tiền hơn 3.621 tỷ đồng. Ngoài ra, cáo trạng xác định từ năm 2017 đến năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân, cấp dưới, họ hàng mở nhiều tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá các cổ phiếu tăng, bị cáo quyết chỉ đạo bán ra, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến có khoảng 80 luật sư đăng ký bảo chữa, trong đó riêng cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bảo chữa. Sáng mùng 4 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đã tuyên án vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương, sinh năm 1977 ở phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, khởi kiện yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank trả 26,9 tỷ đồng và tiền lãi trả chậm. Sau một ngày nghị án, tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh phán quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank phải trả số tiền gốc là 46,9 tỷ đồng. Trước đó ngân hàng này đã tạm chi trước cho bà Hồ Thị Thủy Dương 20 tỷ đồng nên còn phải trả số tiền 26,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Sacombank phải trả tiền lãi chậm trả phát sinh tổng cộng là hơn 7 tỷ đồng. Số tiền bồi thường thiệt hại cho bà Hồ Thị Thủy Dương là 2,3 tỷ đồng, trả lại hai sổ đỏ mà trước đó Sacombank đã giữ của bà Hồ Thị Thủy Dương. Tổng số tiền mà Sacombank trả lại cho bà Hồ Thị Thủy Dương là 36,2 tỷ đồng. Theo đơn của bà Hồ Thị Thủy Dương Trước đó, tài khoản cá nhân của bà Hồ Thị Thùy Dương có 46,9 tỷ đồng, nhưng bị các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép. Cụ thể, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, mà những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử, Internet Banking. Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần, lên tới 46,9 tỷ đồng. Trong đó có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch đều là các khung giờ 18 đến 21 giờ. Có 3 giao dịch bà Dương không biết tài khoản nhận là ai. Ông Vinh khẳng định vợ mình không làm các thủ tục trên. Trong đó, người khởi kiện có đưa ra bằng chứng về việc bà Dương đang đi du lịch tại Phú Quốc. Tuy nhiên, lại có một chứng từ rút tiền mặt và một lệnh chuyển khoản trong thời gian này. Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng bất thành, bà Dương đã gửi đơn cầu cứu đến cục cảnh sát hình sự và cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bộ công an và phản ánh đến các cơ quan báo chí. Theo ông Vinh, đến tháng 4 năm 2023, ngân hàng làm việc với vợ chồng ông này, đồng ý hoàn trả 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ của vợ chồng ông Vinh tại tòa. Ông Vinh cũng yêu cầu ngân hàng trả lại hai sổ đỏ này. Tổng số tiền ông Vinh yêu cầu Sacombank phải trả là hơn 36 tỷ đồng. Đại diện Sacombank bác bỏ tất cả yêu cầu của vợ chồng ông Vinh. Vì cho rằng 12 chứng từ rút 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương, toàn bộ các tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, phía Sacombank còn cho rằng 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản bà Dương là tạm chi theo đơn đề nghị của vị nữ khách hàng này, không phải do ngân hàng sai nên hoàn trả. Tại phiên tòa, phía bị đơn ngân hàng Sacombank đề nghị tạm ngừng phiên tòa để cung cấp thêm bằng chứng, tài liệu và khiếu nại đưa vụ án ra xét xử chưa được tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Tuy nhiên, hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phiên tòa. Đối với 12 chữ ký của bà Dương trong các lệnh rút tiền và ủy nhiệm chi được ngân hàng giao nộp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định, qua đó xác định các chữ ký này là của bà Hồ Thị Thủy Dương. Trong khi đó, ông Vinh nói rằng bà Dương bị cán bộ ngân hàng gài ký 12 giao dịch rút gần 47 tỷ đồng khi hoàn thiện hợp đồng vay 5 tỷ đồng tại phòng giao dịch Cam Ranh. Ông nói, giấy tờ được ký hợp thức hóa sau khi tiền trong tài khoản của vợ tôi đã được rút trước đó 2 tháng. Sacombank cho rằng vụ án này có liên quan đến vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Vụ kiện này cần xem xét sau khi vụ án tham ô được đưa ra xét xử để tránh trồng chéo. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử tạm đình chỉ xét xử vụ án, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cam Ranh đề nghị tòa cung cấp tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng bà Dương buộc Sacombank trả lại tiền gốc cùng các khoản lãi, bồi thường và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nguyên đơn.